Phần lý thuyết của chúng ta đã kết thúc rồi, thì hôm nay thì tiếp theo tôi sẽ giới thiệu các bạn về một số cái công cụ để các bạn quản lý cũng như lập kế hoạch ha. Thì đây cái công cụ thì một trong những cái công cụ mà chúng ta lập kế hoạch đó chính là sử dụng cái sơ đồ Gantt. Sơ đồ Gantt đây là một cái sơ đồ mà rất là nổi tiếng để mà các bạn lập kế hoạch. Sơ đồ Gantt đây, đây sơ đồ Gantt. Gan chặt, gọi là gan chặt. Thì cái sơ đồ gan này nó là một trong những cái công cụ cổ điển để mà sử dụng phổ biến trong tiến độ thực hiện dự án. Thì cái sơ đồ này được xây dựng vào năm 1915 bởi ông Gantt, cho nên là mới gọi là sơ đồ gan. Thì cái sơ đồ này là nó được biểu diễn như thế nào? Thì các bạn coi đây, ví dụ như mình đặt thời gian là tuần thứ nhất, thứ hai, ba gì đó, đúng không? Rồi ở đây là các công việc, thì ở đây chúng ta sẽ biểu diễn cái công việc này nó theo từng tuần như thế nào. Thì mình biểu diễn này thì sau này thì mình nhìn những cái hàng này nè, đúng không? Thì khi các bạn làm việc nhóm thì các bạn để này thì các bạn biết là đến cái tuần này, tháng này, đúng không? Thì công việc mình đang nằm đâu, mình phải làm được gì. Thì các bạn rất là dễ nhận biết được cái việc đó. Đấy. Thì đây là cái sơ đồ Gantt mà đơn giản nhất. Sơ đồ Gantt đơn giản nhất là các bạn có thể tham khảo. Đấy. Đây, cái nó sẽ gồm một cái cột, một cái dòng ấy, một cái những cái dòng là dòng các công việc. Ở đây là những cái cột thời gian, không? Rồi mình công việc nào nó thời gian nào mình đánh vào. Đấy. Thì ở đây thì nó sẽ giải thích kỹ hơn về các bạn ấy những cái sơ đồ Gantt. Sơ đồ Gantt. Anh thực ra nó có rất nhiều cái công việc nữa ha, có nhiều cách cách thì cái cách này là đơn giản nhất. Còn ví dụ như cái thằng này, ví dụ như cái sơ đồ Gantt dạng cơ bản ha, nâng cao hơn một chút là nó tức là có những cái công việc đó là sao có thể nó triển khai chậm hơn. Nhưng mà đây là những cái thời gian mà gọi là thời gian gọi là mình cho biết thời gian gọi là thời gian dự phòng. Đây là những cái thời gian dự phòng của chúng ta thì nó biểu hiện bằng nét đứt. Còn ví dụ như những cái công việc mà nó có liên quan đến nhau á, thì nó sẽ có những mũi tên nói với nhau. Đấy, thì để mình biết là công việc này liên quan đến công việc này, phải công việc này mới xong rồi mới đến công việc này, kiểu như vậy. Thì đây là một cái gọi là cái sơ đồ Gantt, thì các bạn có thể sử dụng cái sơ đồ Gantt để các bạn lập kế hoạch cho một nhóm. Khi mà có cái nhóm rồi thì các bạn sẽ rất là dễ dàng để các bạn nhìn vào sơ đồ Gantt và biết cái công việc của nhóm mình đang đi tới đâu. Thì để mà lập sơ đồ Gantt thì các bạn hãy dùng Excel để bạn vẽ được cái sơ đồ Gantt này. Các bạn coi đây ha, nó có đầy đủ hết đó. Đây, đây, Gantt chart. Rồi một cái công cụ nữa để các bạn quản lý cái công việc của mình đó là trên nhiều lắm. Ví dụ như trên tô, không phải. Đấy, thì có nhiều cái công cụ để quản lý thời gian. Ví dụ như tôi nhớ là nó có cái thằng nó gọi là trên. Không phải trên mà nó gọi là cái calendar chứ, quên quên sorry cái cơ bản nhất mà quên mất Google Calendar chứ, sorry. Đây Google Calendar đấy, thì các bạn mở cái calendar này lên đó. Đấy thì các bạn có thể đặt lịch trên đây để mình biết hôm nay mình làm gì, ngày mai làm gì, thì nó nhắc mình luôn. Và khi nó nhắc mình đến đó, nếu ví dụ bạn đặt cái địa điểm cái địa điểm luôn thì nó sẽ sao, thì nó sẽ cho mình biết luôn là cần bao lâu để đến từ vị trí A đến vị trí đó luôn. Đấy, Google Calendar. Quên mất. Đấy, ok. Đây đây Google Calendar. Rồi. Đấy. Đây thì đây chính là cái một số cái công cụ để các bạn coi ha. Thì nó công cụ rất là nhiều, các bạn có thể tìm hiểu thêm ha. Tôi giới thiệu bạn những cái cơ bản nhất ha. Đấy. Rồi, bây giờ mình qua cái nội dung về bài tập. Thì bài tập của chúng ta là gì? Thì đợt này thì chúng ta sẽ có một cái bài tập, thì bài tập này thì nó sẽ có một cái cách là đây. Bài tập thì bài tập đợt này là bài tập dạng cá nhân ha, bài tập cá nhân. Đấy, bài tập cá nhân thì mỗi bạn cho tôi xây dựng kế hoạch. Học tập học kỳ 2 2019
2020. À, thì đây là cái kế hoạch các bạn phải xây dựng cho tôi kế hoạch học tập trong học kỳ 2 2019. Các bạn sử dụng cái gì? Cái sơ đồ gạch. À, sử dụng cái sơ đồ gạch để mà xây dựng cái kế hoạch học tập này. Sử dụng cái sơ đồ gạch để mà xây dựng cái kế hoạch học tập trong học kỳ 2 2019 2020. À. À. Tại vì tại sao tại vì tại vì trong cái bài tập này bài tập đặc biệt thì trong mùa dịch mà thì lần đầu tiên mà chúng ta học online, chúng ta nên có một cái kế hoạch học tập cụ thể để mà chúng ta đạt được cái kết quả tốt nhất ở trong cái môn học này. Tức là các bạn phải xây dựng được à, trong học này thì tháng này chúng ta sẽ làm bài tập vào như thế nào, học môn nào, đúng không? Và chúng ta tự dự kiến được là cái chúng ta dựa vào cái sơ đồ mà kế hoạch năm của trường á, lùi lại một tháng á, lùi lại một tháng thì nó sẽ để tính được thì mình bắt đầu học từ ngày 9 tháng 3 à, mình học từ ngày 9 tháng 3 này, mình dựa trên đó để mà mình xây dựng cái kế hoạch học tập để cho nó cái học kỳ này mình đạt được tốt nhất đồng với cái hình thức học online trong học kỳ này à. Rồi thì sau đó các bạn sẽ làm tiếp một cái bài này à, cái này là bài cụ thể à, bài bài tập cụ thể là cần thiết ha. Rồi bây giờ đến cái bài tập này là các bạn xây dựng kế hoạch các bạn xây dựng kế hoạch học tập để tốt nghiệp đúng hạn thì cái này là xây dựng kế hoạch dài hạn ha, cái này mình xây dựng kế hoạch ngắn hạn đây cái bài một này là xây dựng kế hoạch dài hạn ngắn hạn đúng không, cái bài hai là xây dựng kế hoạch tốt nghiệp đúng hạn tức là bây giờ các bạn phải xem lại chương trình đào tạo của cái ngành học của mình. À, chương trình đào tạo cái ngành học của mình và dựa trên cái chương trình đào tạo đó các bạn đặt mục tiêu là trong học kỳ 1 mình học học kỳ bây giờ mình học kỳ 2 rồi đúng không, học kỳ 2 là nói tiếp theo là học kỳ 3 mình sẽ học những môn nào, kỳ 4 môn nào, môn 5 môn nào, có môn nào dự phòng hay không, các bạn ghi chú anh những môn đó đến sau để mai mốt mình đến cái kỳ đó mình không có bỡ ngỡ mình phải học môn nào đúng không. Đây thì có thể bây giờ mình có kế hoạch trước như vậy không thì để sau này mình đến đó mình chỉ cần điều chỉnh lại thì nó sẽ nhanh hơn, là mình phải xem xét lại từ đầu. À, thì các bạn phải có cái kế hoạch học tập để tốt nghiệp đúng hạn và cái này các bạn biểu diễn cho tôi bằng cái mind map các bạn cứ tìm hiểu mind map là gì ha, các bạn biểu diễn cho tôi bằng cái mind map đây. Thì đây là cái hai cái bài tập của bài học hôm nay là bài tập mang tính cá nhân thì bài tập này là để xây bạn xây dựng kế hoạch ngắn hạn và để bạn xây dựng kế hoạch dài hạn đây. Thì đây chính là cái nội dung bài tập của mình thì các bạn về các bạn làm ha. Rồi thì hạn chót thì các bạn cứ coi trên course thôi, như tôi nói rồi hạn chót để các bạn có cái deadline để các bạn làm ha. Rồi ok rồi bài học hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc để chúng ta kết thúc phần nội dung bài tập ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ hẹn gặp lại các bạn vào buổi sau. Xin thân ái và chào tạm biệt.